kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự chuyên đề do Trung tâm Văn hóa Thể thao Truyền thông huyện Bảo Thắng thực hiện. Chương trình hôm nay xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung sau. Bảo Thắng khắc phục thiệt hại do bão số 3 gây ra. Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn huyện. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, bão số 3 đã đi qua, đã gây những thiệt hại không nhỏ cho các địa phương của huyện Bảo Thắng. Trong đó có nhiều nhà cửa, đường giao thông, các công trình và hàng nghìn hecta diện tích đất nông nghiệp bị ngập úng. Do làm tốt công tác dự báo, nắm bắt tình hình và đề ra các phương án phòng chống, do đó huyện không có thiệt hại về người. Tổng số nhà ở bị ảnh hưởng thiệt hại phải di chuyển trên địa bàn huyện Bảo Thắng là 1.642 nhà. Trong đó huyện đã chỉ đạo di rời khẩn cấp do đổ sập, nguy cơ đổ sập, sạt lở, di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm là 379 nhà trên 1.860 nhân khẩu. Thực hiện di chuyển 279 hộ trên 1.860 nhân khẩu có nhà bị sập, có nguy cơ bị sập, nguy cơ sụt lún, sạt lở ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm. Thực hiện sắp xếp bố trí chỗ ăn nghỉ cho các hộ đảm bảo, chỉ đạo các xã thị trấn, rà soát, kiểm tra kịp thời, cảnh báo và di chuyển các hộ ra khỏi vùng nguy hiểm, không để ảnh hưởng đến tính mạng người dân. Hiện diện tích lúa bị thiệt hại trên 278 hectare, diện tích ngô, hoa màu, rau màu bị thiệt hại trên 270 hectare, diện tích cây ăn quả 76,8 hectare, diện tích hoa, cây cảnh 1.710 cây, cây lâm nghiệp 4,7 hectare, cây trồng hàng năm hơn 16 hectare, gia súc bị thiệt hại 30 con lợn, gia cầm bị thiệt hại 10.154 con gà, thiệt hại về thủy sản hơn 56 hecta, thiệt hại về sản xuất nông nghiệp, mưa lũ đã làm 4 trường học bị thiệt hại, trong đó 3 trường học bị ngập úng, 1 trường bị sạt ta luy vào tường, khối lượng khoảng 10.000 mét khối đất đá. Nhiều tuyến đường giao thông, quốc lộ, tỉnh lộ và các tuyến đường huyện, xã, quản lý bị sạt lở, sụt lún. Một số công trình thủy lợi, cấp nước sinh hoạt bị sạt lở, bồi lấp, gãy hỏng, đặc biệt là công trình trạm bơm Phèo do ngập làm hỏng máy bơm nước, ảnh hưởng nghiêm trọng, hệ thống thông tin điện bị ảnh hưởng. Tổng thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn huyện gần 400 tỷ đồng, trong đó thiệt hại về nhà ở trên 24 tỷ đồng, thiệt hại về sản xuất nông nghiệp trên 229 tỷ đồng, thiệt hại về khắc phục bùn đất bồi lấp công trình thủy lợi hơn 10 tỷ đồng, thiệt hại về các công trình thiết yếu và các hạng mục khác hơn 105 tỷ đồng. Để khắc phục cái hậu quả về sản xuất nông nghiệp do cơn bão số 3 gây ra, thì sau khi nước rút thì Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Bảo Thắng đã tham mưu cho Ủy ban huyện ban hành các văn bản để chỉ đạo các cơ quan liên quan và các xã thị trấn khẩn trương khôi phục sản xuất, tập trung vào công tác tuyên truyền, hướng dẫn bà con cách khắc phục cũng như chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại đối với cây trồng và vật nuôi. Thời gian tới thì Phòng Nông nghiệp tiếp tục cập nhật và theo dõi cái diễn biến của thời tiết, vận động đến các cơ quan, các xã thị trấn cũng như nhân dân biết được và có cái biện pháp phòng trừ sâu bệnh, chỉ đạo các xã thị trấn đẩy mạnh cái công tác khôi phục sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh cái công tác tái đàn cũng như tiêm phòng, tổ chức tháng tiêu độc khử trùng trong cái thời gian tới. Trước khi bão số 3 đổ bộ vào địa bàn, Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện đã trực tiếp chỉ đạo các xã thị trấn có nguy cơ cao về sạt lở, lũ ống, lũ quét, khu vực ngập úng, khẩn trương di rời tạm trú đến nơi an toàn. Tổ chức kiểm tra công tác triển khai, ứng phó với cơn bão số 3 của 14 trên 14 xã thị trấn và tất cả các điểm có nguy cơ ngập úng, sạt lở đất tại các thôn, tổ dân phố. Các xã thị trấn huy động lực lượng tại chỗ, tổ chức sơ tán, di chuyển người và tài sản, những hộ trong vùng nguy hiểm đến nhà văn hóa thôn và người thân đảm bảo an toàn, tổ chức hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn do thiên tai gây ra. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội các cấp huyện tiếp nhận và hỗ trợ, cụ thể tiền mặt là hơn 400 triệu đồng, 1.817 suất quà và nhu yếu phẩm hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn trong mưa lũ. Trong thiên tai đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình, cách làm hay sáng tạo, tương trợ giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn, như nhiều hộ gia đình ở thị trấn Phố Lu tổ chức nấu cơm và cùng với lực lượng chức năng đến tận nơi vùng ngập úng, trao những suất cơm hỗ trợ nhân dân. Các bếp ăn, quán nước, xe tải không đồng phục vụ miễn phí các đoàn thiện nguyện khi lưu thông qua địa bàn huyện Bảo Thắng
đi cứu trợ các địa phương khác đã tạo nên một hình ảnh rất đẹp và ấn tượng về vùng đất con người Bảo Thắng trong hành trình chia sẻ yêu thương của người dân cả nước đến với tỉnh Lào Cai. Các lực lượng công an, quân đội và chính quyền địa phương đã huy động lực lượng giúp nhân dân trong mưa bão và sau mưa bão lại tiếp tục đồng hành giúp nhân dân khôi phục nhà cửa, đường giao thông để nhân dân sớm ổn định cuộc sống. Đặc biệt là các thôn mà bị ngập lụt ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, thì đặc biệt là rau màu đậu đũa, thì đến thời điểm này chúng tôi đã chỉ đạo nhân dân xuống tận cánh đồng để hướng dẫn bà con nhân dân này, sau khi nước rút là cải tạo đất, sau khi đất khô thì cho cải tạo và làm lại bón phân, chuẩn bị vật tư phân bón rồi giống để bà con tiếp tục bắt tay vào sản xuất để khắc phục những lũ để ổn định đời sống nhân dân. Do ảnh hưởng cơn bão số 3 vừa qua thì gia đình tôi bị thiệt hại hỏng mất 7 sào rau màu các loại. Thì sau khi nước rút, gia đình tôi đã khắc phục là dọn vườn và khơi rãnh, sau đó là đặt ngay con giống của công ty để gieo giống súp lơ và su hào cà chua. Trong thời gian chờ đợi đất khô thì gia đình tôi gieo thêm các loại rau ngắn ngày và còn một số diện tích khác thì tôi đang chờ lắng lên và để làm nốt. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện đã đi thăm nắm tình hình thiệt hại tại các địa phương bị ảnh hưởng, chỉ đạo lực lượng ứng trực thực hiện các biện pháp phòng chống, phương án khắc phục hậu quả thiên tai theo kế hoạch đã đề ra, hỗ trợ các hộ gia đình cá nhân vùng sau xã Gia Phú và xã Thái Niên khôi phục sản xuất với số tiền 110 triệu đồng. Các cơ quan, các xã thị trấn khẩn trương huy động lực lượng hót sụt sạt đất đá, khơi thông các điểm ùn tắc đường giao thông, phát dọn, nạo vét các công trình thủy lợi, sửa chữa các công trình cấp nước sinh hoạt bị ảnh hưởng. Do đó, ngay sau khi nước rút, việc cung cấp điện, nước, viễn thông, giao thông được đảm bảo. Huyện đã huy động sự hỗ trợ của các công ty, nhà máy, các hộ gia đình cá nhân, các cơ quan chức năng tổ chức khẩn trương dọn dẹp bùn đất ngay sau khi nước rút, tổ chức vệ sinh khử trùng tiêu độc, vệ sinh môi trường, không để dịch bệnh phát sinh trên người và vật nuôi. Huyện Bảo Thắng đã tổ chức khen thưởng cho 47 tập thể và 51 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống thiên tai, ứng phó với cơn bão số 3 năm 2024 trên địa bàn. Thời gian qua, huyện Bảo Thắng đã tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính trên nhiều lĩnh vực nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu phục vụ tốt hơn nhu cầu của tổ chức cá nhân. Thực hiện đề án số 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, trọng tâm là việc tuyên truyền hướng dẫn nhân dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử, nâng cao chất lượng hiệu quả của bộ phận một cửa, tăng cường việc triển khai thực hiện cung ứng dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4, nâng cao tỷ lệ hài lòng của tổ chức, công dân đối với chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Huyện Bảo Thắng đã đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, mạng lưới công nghệ thông tin từ huyện tới các xã, đẩy mạnh thực hiện tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm sự thuận tiện cho người dân, tổ chức đến giao dịch. Theo đó, 100% thủ tục hành chính được thực hiện tiếp nhận trên hệ thống phần mềm một cửa điện tử do Ủy ban Nhân dân tỉnh cung cấp. 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện được niêm yết đầy đủ công khai tại bộ phận một cửa của huyện. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại một cửa liên thông thực hiện cập nhật đầy đủ, kịp thời 100% bộ thủ tục hành chính theo các quyết định công bố thủ tục hành chính của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hiện nay cấp huyện niêm yết 290 thủ tục hành chính của các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban Nhân dân cấp huyện tại trụ sở. Cấp xã niêm yết 132 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban Nhân dân cấp xã tại trụ sở. Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã tích cực tuyên truyền hướng dẫn người dân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến một phần và toàn trình. Tổng số thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến là 355 thủ tục hành chính, trong đó cấp huyện là 243 thủ tục, cấp xã là 112 thủ tục. Từ đầu năm 2024 đến nay, số hồ sơ đã được tiếp nhận là 1.701 hồ sơ, trong đó hồ sơ trực tiếp 795 hồ sơ, hồ sơ trực tuyến 906 hồ sơ, đã giải quyết được 1.380 hồ sơ.
cấp xã là 16.018 hồ sơ. Tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến toàn trình đạt 94,6%, đạt 126% kế hoạch. Sử dụng biên lai điện tử phục vụ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong giải quyết thủ tục hành chính tại 9 cơ quan chuyên môn, 14 trên 14 xã thị trấn có thủ tục hành chính phát sinh nghĩa vụ tài chính, tiếp tục thực hiện sử dụng biên lai điện tử. Tổng số giao dịch nghĩa vụ tài chính là 14.938 trên 17.951 giao dịch, đạt trên 83%, đạt 138,7% kế hoạch. Việc ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, số người có định danh điện tử mức độ 2 trên địa bàn huyện từ đầu năm đến nay là 75.058 trên 91.500 người dân trưởng thành có thông tin, đạt 82%. Tại xã Xuân Quang, công tác cải cách hành chính được Ủy ban Nhân dân xã xác định là một trong các nhiệm vụ trọng tâm. Hiện số thủ tục hành chính được niêm yết tại bộ phận một cửa của xã là 142 thủ tục hành chính, đạt tỷ lệ 100%. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính do Ủy ban Nhân dân xã tiếp cận được giải quyết đúng hẹn 100%. Hồ sơ tiếp nhận 566 hồ sơ, trong đó hồ sơ tiếp nhận trực tuyến 566 hồ sơ. Hồ sơ đã giải quyết 566 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn. Ngoài cái việc mà yêu cầu cán bộ phải học tập nâng cao trình độ thì chúng tôi đã đầu tư các cái thiết bị máy móc đủ điều kiện cho các đồng chí công chức có phương tiện để thực hiện cái nội dung này. Quan điểm của chúng tôi là giải quyết thủ tục hành chính trong ngày. Trên địa bàn xã có một thôn đã thành lập được cái tổ công nghệ số và cái thôn thông minh, là hướng dẫn họ là có nhu cầu thì về thôn sẽ làm thông qua hệ thống điện thoại thông minh để gửi lên trên bộ phận một cửa. Đến nay thì cơ bản đã đi vào nề nếp và bước đầu thì cán bộ thì sử dụng thành thạo. Nhân dân thì đã quen dần với cái công tác giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống điện tử. Tôi hôm nay lên đây là để làm cái thủ tục để vay vốn về để kinh doanh. Thì tôi thấy là trên bộ phận một cửa trên này là các cán bộ làm rất nhiệt tình. Thế mà lần nào lên là các cán bộ cũng làm luôn. Thế mà những cái gì không biết ấy, các cán bộ ở đây là cũng chỉ cho làm đến nơi đến chốn, không phải chờ đợi lâu. Tại xã Phong Niên, trong quý 3 năm 2024, đã tiếp nhận và giải quyết 529 hồ sơ thủ tục hành chính. Số thủ tục hành chính công khai trên trang thông tin điện tử, đồng thời được niêm yết công khai tại nơi tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính là 141 thủ tục hành chính. Số thủ tục hành chính cấp xã đã đưa ra bộ phận một cửa là 141 thủ tục hành chính, đạt tỷ lệ 100%. Hồ sơ tiếp nhận 529 hồ sơ. Số thủ tục hành chính liên thông 22 thủ tục hành chính. Số thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình một phần 112 thủ tục hành chính. Số thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình một phần đã tích hợp lên cổng dịch vụ công quốc gia 74 thủ tục hành chính. Tổng số thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến 112 thủ tục hành chính. Tổng số hồ sơ thực hiện dịch vụ công trực tuyến 529 hồ sơ. Bên cạnh đó, xã tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa nhằm nâng cao tính công khai, minh bạch và đáp ứng sự hài lòng của tổ chức công dân đối với chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Đối với lại giải quyết các cái thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa cho người dân thì tại bộ phận một cửa cũng đã phân công rõ cho đối với lại từng công chức, và khi mà bà con nhân dân đến thực hiện ý, thì cũng hướng dẫn nhiệt tình đối với bà con, và đối với những công dân ý, đồng bào dân tộc thiểu số ý, sẽ có bộ phận để hướng dẫn. Hôm nay mình đến đây thì mình làm hồ sơ xin việc ý, thì trong quá trình làm việc thì các cán bộ hỗ trợ mình rất là nhiệt tình. Đấy thì làm cho cái khoảng thời gian rút ngắn khoảng thời gian làm hồ sơ của mình nó nhanh hơn, làm cho quá trình nó thuận tiện hơn cho mình. Xác định cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Thắng chỉ đạo tăng cường kiểm tra về kỷ luật kỷ cương của các cơ quan hành chính nhà nước, đạo đức công vụ của cán bộ viên chức. Quyết tâm đẩy mạnh cải cách hành chính của Bảo Thắng đã trở thành phương châm hành động của các cơ quan đơn vị địa phương. Mục tiêu là tạo điều kiện tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp khi có giao dịch với cơ quan công quyền, xây dựng bộ máy vì nhân dân phục vụ.
Theo xếp hạng chỉ số quản trị và hành chính công của huyện Bảo Thắng trong các năm, thì từ năm 2021, 2022, 2023 đến nay, huyện đều nằm trong top đầu toàn tỉnh. Phát huy những kết quả đạt được, năm 2024, huyện Bảo Thắng quyết tâm phấn đấu sẽ tiếp tục vị trí xếp hạng trong top đầu các huyện, thị xã, thành phố về cải cách hành chính. Quý vị và các bạn thân mến, phóng sự chuyên đề do Trung tâm Văn hóa Thể thao Truyền thông huyện Bảo Thắng thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.